Ngọ dần thìn tỵ mẹo hợi, đi lẩn quẩn mất phương hướng từ đầu năm đến giờ, chẳng làm gì nên trò nên chóng, thì hãy định hướng cho mình một cơ hội nghề nghiệp mới trong tuần mới. Tuần này tính từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 dương lịch. Trong tuần này vận trình đổi mới với 5 điềm báo mới như sau. Thứ nhất, làm ơn nhưng mắc oán, chuyện tiểu nhân tới một lượt, toàn những người thân quen, trước mặt chị em, nhưng sau lưng đặt điều quan trái làm các bạn mắc danh tiếng nặng nề. Thứ hai, trong tuần mới có tin vui trong công việc, đậu lên chức cao, tăng lương tăng thưởng hoặc là tìm được công việc như ý hài lòng. Thứ ba, trong tuần này có hạn quan trần, đề phòng xây xát tay chân, dễ gặp hạn xe cổ, mất tiền quan uổng cần lưu ý. Thứ tư, trong chuyện gia đạo, cơm không lành, canh không ngọt, chán nản, dễ dẫn đến ly hôn. Thứ năm, để hỗ trợ xả vận xui tương sinh tài lộc, các bạn có thể để trong nhà một bắp cải như ý lộc tài. Hãy xả vận xui tại đây và chúc cho các bạn tuần mới đắc lộc và sai tài.